Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động. Hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 5, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sáng mùng 3 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động, bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhận xét, ông Tăng Hữu Phong đã trải qua nhiều chức vụ ở nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong muốn ở vị trí công tác mới, ông Tăng Hữu Phong cũng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tăng Hữu Phong cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố để ông hoàn thành nhiệm vụ. Giá vàng miếng giảm mạnh hôm nay, lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC bốc hơi chỉ còn 81 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào còn 79 triệu đồng một lượng. Mức giá này đã giảm 500.000 đồng mỗi lượng chiều bán ra và hạ tới 1 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào so với cuối ngày mùng 2 tháng 6. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng giảm nhưng mức giảm ít hơn. Hiện giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp mua vào ở mức 73,8 triệu đồng một lượng, bán ra ở 75,4 triệu đồng một lượng, giảm thêm 300.000 đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC giảm nhanh khi chiều nay, lúc 14 giờ 30 phút, các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank cùng công ty SJC sẽ đồng loạt bán vàng bình ổn thị trường, theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước và chính phủ. Đà lao dốc liên tục của giá vàng miếng SJC trong những ngày qua khiến khoảng cách chênh lệch với giá thế giới thu hẹp. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 71,6 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 10 triệu đồng một lượng, thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch 17 đến 18 triệu đồng vài tuần trước. Sáng mùng 3 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung này. Một trong những vấn đề đại biểu còn băn khoăn là quy định về dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. Đó, Chủ tịch nước Tô Lâm lý giải việc cần thiết phải quy định dao là vũ khí sát thương. Thảo luận tại tổ, nhiều ý kiến nhất trí quy định dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ để có căn cứ xử lý đối với tội phạm sử dụng dao để gây án. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị không nên quy định về chiều dài lưỡi dao, độ sắc, nhọn của dao vì không phù hợp, không khả thi. Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị bổ sung quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, trang bị, quản lý sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, đồng thời không quy định dao có tính sát thương cao theo các thông số kỹ thuật, chỉ nên quy định về đặc tính, tính năng để dễ vận dụng vào thực tiễn. Có ý kiến đề nghị có quy định để xác định rõ loại dao nói riêng hoặc những hung khí nguy hiểm nói chung không được phép mang theo người, khi mang phải có giấy phép hoặc phải có những thủ tục đặc biệt, quy định cụ thể đối những khu vực nào, địa bàn nào cấm không được mang, không được lưu hành. Báo cáo về dự kiến hướng tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội. Bộ Công an cho biết tại điểm B khoảng 4 điều 3 dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, do đó, việc sản xuất dao có tính sát thương cao vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của luật, do đó, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sau khi sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành phải khai báo thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất với công an xã, phường, thị trấn nơi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng trụ sở, nơi sản xuất, kinh doanh hoặc cư trú. Về đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, căn cứ quy định dao có tính sát thương cao có chiều dài lưỡi dao từ 20 cm trở lên, Bộ Công an cho biết việc quy định dao có tính sát thương cao có chiều dài lưỡi dao từ 20 cm trở lên là dựa trên cơ sở các loại dao cầm được trang bị cho lực lượng vũ trang để thi hành công vụ đều có kích thước từ 20 cm trở lên. Tham khảo luật của một số nước trên thế giới như Nga, Belarus, Australia đều quy định kích thước lưỡi dao để quản lý bảo đảm chặt chẽ. Ngày mùng 3 tháng 6, liên quan vụ phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo về các đặc điểm nhận dạng nạn nhân. Theo đó, thi thể được phát hiện là nữ giới, độ tuổi từ 20 đến 30, chiều cao khoảng 1,45 m đến 1,55 m, tóc đen dài 50 cm, nạn nhân có 24 răng bọc sứ màu trắng. Thi thể khi được phát hiện mang bộ đồ trắng với nhiều chi tiết màu đỏ, có in chữ Beautiful màu đỏ. Nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, đúc cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa. Ngoài ra, thi thể nạn nhân đeo bông tai kim loại màu vàng có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu, mặt trước viền bông tai có đến 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo. Công an thành phố Đà Lạt đề nghị người có thông tin liên quan đến liên hệ với đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt tại số 53, Hùng Vương, phường 9 để phối hợp giải quyết. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng sớm ngày 1 tháng 6, người dân phát hiện trên đường Hoa Hồng trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm có chân người từ phần xương đùi đến bàn chân đang trong quá trình phân hủy. Triển khai lực lượng tìm kiếm quanh khu vực, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nêu trên cách mặt đường Hoa Hồng khoảng 10 mét và cách nơi phát hiện chân người khoảng 500 mét. Cùng ngày, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ container kéo sập trụ điện khiến một bé gái bị thương. Sáng sớm, xe container do một nam tài xế chạy trên đường 400, khi đến trước Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, phường Tân Phú thì vướng vào đường dây điện, kéo sập trụ điện. Một bé gái gần đó không may bị thương sau vụ việc, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc cũng khiến trụ điện nằm chắn ngang đường, đường dây điện dài hàng trăm mét nằm vương vãi dưới đất, gây mất điện, mặt đường 400 cũng bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do đường dây điện bị thòng xuống, vướng vào xe container. Quý vị đang nghe podcast bản tin 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo ông Donald Trump có thể trở thành kẻ thua cuộc nếu đòi thỏa thuận hòa bình với Nga liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ từ Kiev. Ông Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay. Theo một báo cáo hồi tháng trước của tờ Washington Post, để đạt được điều này, Ukraine buộc phải từ bỏ các điều kiện đối với Crimea và Donbass, công nhận chúng là một phần của Nga. Trả lời báo The Guardian trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm ngày 31 tháng 5, ông Zelensky cảnh báo kế hoạch trên của ông Trump có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nước Mỹ và cá nhân cựu tổng thống này. Năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine ký luật cấm đàm phán hòa bình với Nga chừng nào ông Putin còn nắm quyền. Theo công thức hòa bình của ông Zelensky được trình bày năm đó, các cuộc đàm phán cũng không thể diễn ra trừ khi lực lượng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Thêm vào đó, giới lãnh đạo Nga phải ra tòa án quốc tế vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Trong khi đó, hôm 2 tháng 6, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi xuất hiện bất ngờ tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Zelensky cho rằng Trung Quốc đang ngăn các quốc gia khác tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức. Ông cũng cáo buộc Nga sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và các nhà ngoại giao Trung Quốc làm mọi cách để phá vỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nhắc lại lập trường trung lập của Bắc Kinh về cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời khẳng định nước này đứng về phía hòa bình và đối thoại. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine tài trợ dự kiến diễn ra vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bokenstock gần Lucen, Thụy Sĩ. Bắc Kinh tuyên bố họ không cần phái đoàn tham dự với lập luận rằng cả hai bên trong cuộc xung đột phải có mặt tại bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Thưa quý vị, hai máy bay nhỏ đã va chạm giữa không trung hôm mùng 2 tháng 6 trong buổi trình diễn hàng không ở miền nam Bồ Đào Nha, khiến một trong các phi công thiệt mạng. Trong tuyên bố ngắn, lực lượng không quân lấy làm tiếc khi thông báo vào lúc 16:05 giờ địa phương tại triển lãm hàng không Beja, vụ tai nạn xảy ra trong cuộc biểu diễn trên không của 6 máy bay. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhóm máy bay đang bay theo đội hình trên bầu trời trước khi một chiếc mất kiểm soát, sau khi va vào một chiếc khác, nó tiếp tục bay lên trên trước khi lao thẳng xuống đất. Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin phi công của một trong những chiếc máy bay này đã thiệt mạng. Theo The Sun, phi công gặp nạn mang quốc tịch Tây Ban Nha. Họ xác định hai chiếc va chạm là Ecojet IAK-52, mẫu máy bay huấn luyện nhào lộn trên không do Liên Xô thiết kế. Lực lượng không quân cho biết các lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường và ban tổ chức buổi biểu diễn tại sân bay Beja đã hoãn sự kiện này. Những người chứng kiến kinh hoàng la hét trước khi máy bay bốc cháy và lao xuống đất. Chiếc máy bay được cho là bị hư hại nghiêm trọng ở phần đuôi khiến nó mất kiểm soát và rơi xuống. Truyền thông Bồ Đào Nha dẫn lời các nhân chứng cho biết 6 chiếc máy bay này là thành viên của nhóm nhào lộn trên không có tên những ngôi sao giác. Những người tổ chức sự kiện đã giới thiệu đây là nhóm máy bay nhào lộn dân dụng trên không lớn nhất ở miền Nam châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị tuần làm việc mới hiệu quả và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.